xin chào tất cả các thầy cô giáo những người đang theo dõi video này như vậy đứng trước cái yêu cầu dạy học online của tất cả các giáo viên trên toàn quốc chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay thì ở các video trước tôi đã chia sẻ đến các thầy cô những cái phương pháp những cái thiết đặt để chúng ta có thể sử dụng cái phần mềm zoom vào quá trình chúng ta dạy học trực tuyến thì cái phần mềm Zoom là một trong các phần mềm hỗ trợ cho cái việc dạy học trực tuyến rất là hiệu quả. Và hiện nay có rất là nhiều giáo viên chúng ta đang tin dùng phần mềm đấy. Tuy nhiên nó có một cái hạn chế đó là khi chúng ta sử dụng bản miễn phí thì nó sẽ giới hạn về thời gian và sẽ giới hạn về cái số lượng học sinh tham gia vào trong lớp học. Và hiện nay có một số nhà trường bắt đầu triển khai vào trong cái chương trình dạy học online một cái phần mềm ứng dụng mới đó là phần mềm Microsoft Teams nó nằm ở trong cái bộ Office 365 của Microsoft. Và ngay sau khi các nhà trường triển khai đến tất cả các giáo viên bộ phần mềm này thì mỗi giáo viên chúng ta đều nhận được một cái tài khoản đó là một cái email và một cái mật khẩu để chúng ta đăng nhập vào trong hệ thống rồi chúng ta cài đặt và chúng ta sử dụng các cái công cụ trong cái bộ Office 365 này. Có thể nói là bộ Office 365 này Nó có rất nhiều cái công cụ Rất nhiều cái tác dụng cho giáo viên chúng ta Trong quá trình khai thác và sử dụng Và một trong các ứng dụng của nó Đó chính là cái ứng dụng Microsoft Teams Mà cái video này tôi sẽ quay Để chia sẻ đến các thầy cô Các cái bước chúng ta đăng ký Rồi chúng ta tải Ta thiết lập Và chúng ta vận dụng trong quá trình chúng ta dạy học online thì sau khi mà các thầy cô đã có được cái tài khoản bao gồm email và mật khẩu thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào Google, sau đó chúng ta gõ với cái cụm từ tìm kiếm đó là Office 365 như trên hình này. Sau khi chúng ta gõ vào thì Google sẽ trả về các kết quả như ở bên dưới này. Sau đó các thầy cô sẽ nhấn vào cái liên kết nó có cái dạng trang web này www.office.com này để chúng ta chuẩn bị đi vào bước tiếp theo. Đến bước tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn vào cái biểu tượng này, sign in này. Ở đây là trên trình duyệt web chúng ta đang với cái giao diện là tiếng Anh. Cho nên cái từ này là tiếng Anh. Còn nếu như mà chúng ta chuyển sang giao diện tiếng Việt thì cái từ này sẽ là từ đăng nhập tuy nhiên dù là tiếng anh hay là tiếng việt thì tóm lại là chúng ta cứ nhớ ở đây chúng ta có hai cái ô thì chúng ta ấn vào cái ô bên phải này là được sau khi chúng ta ấn vào cái ô đấy thì tiếp tục chúng ta sẽ thấy một cái giao diện nữa yêu cầu chúng ta nhập vào đây địa chỉ email thì khi đó các thầy cô sẽ nhập chính xác cái địa chỉ email được cung cấp vào cái ô này sau đó chúng ta nhấn vào cái nút này nút này nút tiếp tục và tiếng anh nó là next đến đây thì chúng ta phải nhập chính xác cái mật khẩu mà chúng ta được cung cấp thì à, chúng ta lưu ý là mật khẩu được cung cấp thì nó bao gồm cả chữ cái in hoa cả ký tự đặc biệt và cả cái các cái chữ số thì chúng ta nhớ ta kiểm tra trên thao tác trên bàn phím xem là trên bàn phím chúng ta nó có bị đang bật cái phím cắp lốc hay không thì chúng ta tắt nó đi và tại bước này chúng ta chú ý phải nhập thật chính xác sau đó chúng ta nhấn vào cái nút màu xanh này sign in này để tiếp tục và bây giờ chúng ta sẽ đến một cái cửa sổ mới như thế này thì đây là cái lần chúng ta đăng nhập đầu tiên thì hệ thống yêu cầu chúng ta bắt buộc chúng ta phải đổi mật khẩu thì chúng ta mới sử dụng được. Thì tại cái giao diện này chúng ta có ba cái ô này để chúng ta nhập liệu. Cái ô đầu tiên này là chúng ta sẽ gõ chính xác lại cái mật khẩu mà chúng ta đang được cung cấp. Cái ô thứ hai là chúng ta sẽ gõ cái mật khẩu mới mà tự chúng ta nghĩ ra. Cái ô thứ ba là chúng ta gõ lại cái mật khẩu mới mà chúng ta vừa mới gõ ở cái ô ở giữa này thì tại cái bước thiết lập này chúng ta phải thật lưu ý ở cái điểm như sau đó là tất cả ba cái ô này chúng ta nên gõ bằng tay không được sử dụng cái thao tác copy đặc biệt là hai ô cuối cùng này ví dụ như có một số giáo viên chúng ta đi gõ mật khẩu ra một cái ứng dụng nào đó ví dụ ra word chẳng hạn sau đó chúng ta copy mật khẩu mới vào cái ô giữa này và chúng ta lại copy một lần nữa vào cái ô cuối cùng này thì lúc này hệ thống nó sẽ báo lỗi cho nên là có nhiều thầy cô khi mà chúng ta copy đi copy lại thấy nó giống nhau rồi nhưng mà nó vẫn báo lỗi đó là cái lý do như vậy thì chúng ta chú ý hai cái ô bên dưới này chúng ta phải gõ bằng tay từng ký tự chúng ta không sử dụng thao tác copy và dán cái lưu ý thứ hai đó là cái mật khẩu chúng ta đặt vào đây thì phải đảm bảo theo nguyên tắc đó là chứa cả chữ cái in hoa, cả ký tự đặc biệt và cả các cái số và các chữ in thường. Ví dụ chúng ta có thể đặt mật khẩu ví dụ như thế này. Giáo viên trung học tức là ghi tắt là GVTH đây là các chữ cái in hoa. Sau đó đến ký tự A còng đây là ký tự đặc biệt và phía sau của nó là có 6 ký tự nữa bao gồm cả số cả chữ. Ví dụ như vậy. Thì nếu chúng ta đảm bảo hai nguyên tắc đó thì cái bước này nó sẽ không báo lỗi. Và khi mà chúng ta nhập thành công rồi, chúng ta nhấn vào đây, cái nút màu xanh này. Thì lúc này hệ thống nó yêu cầu chúng ta là có ghi nhớ đăng nhập hay không. Nếu như chúng ta sử dụng máy tính cá nhân chỉ một mình chúng ta thôi, thì để cho lần sau chúng ta khỏi phải đăng nhập lại. Mất công thì chúng ta nhấn vào cái nút này. Để cho hệ thống tự động ghi nhớ mật khẩu và tài khoản chúng ta thì lần sau chúng ta mở ra là được, không cần phải đăng nhập nữa. Sau khi ta nhấn xong, thì chúng ta sẽ đến cái giao diện tiếp theo ở đây. Thì chúng ta tích chọn vào đây. Để cho hệ thống không hỏi lại. Và nhấn vào nút đồng ý là màu xanh này và cuối cùng chúng ta lại nhấn vào đây để lưu lại cái mật khẩu ở trên trình duyệt. Và như vậy đến đây chúng ta đã truy cập được vào hệ thống Office 365 và cái giao diện hiện tại nó như thế này. Thì chúng ta có thể tắt cái nút này đi. Tiếp theo, đây là cái phần mà các ứng dụng trong cái bộ Office 365 cung cấp cho chúng ta thì chúng ta có thể nhìn thấy đây chúng ta có thể soạn thảo Word, Excel, PowerPoint và các ứng dụng khác trực tuyến không cần phải cài đặt và đây là cái biểu mẫu chúng ta có thể sử dụng cái này để chúng ta biên soạn các biểu mẫu các cái phiếu thăm dò hoặc là biên soạn các cái đề kiểm tra trực tuyến cho học sinh và cái mà chúng ta quan tâm đó là cái vấn đề dạy học online thì chính là cái ứng dụng team này nó có cái màu xanh có chữ T ở đây thì chúng ta nhấn vào cái chỗ này để chúng ta vào cái ứng dụng Team. Thì sau khi chúng ta nhấn vào biểu tượng đó thì cửa sổ nó sẽ hiện lên như sau. Chúng ta sẽ đến một cái giao diện như thế này. Thì tại đây hệ thống sẽ hỏi chúng ta đó là chúng ta sử dụng trực tiếp ở trên nền giao diện web hoặc là chúng ta có thể tải xuống máy tính chúng ta cài đặt. Thì nếu như chúng ta không muốn cài đặt chúng ta cứ để nguyên sử dụng trên giao diện web thì chúng ta sẽ nhấn vào cái chỗ này cái dòng bên dưới này còn nếu như mà chúng ta muốn cài đặt ở trên máy tính chúng ta thì chúng ta nhấn vào cái nút bên trên này nút màu xanh bên trên này thì lúc này tự động hệ thống sẽ tải xuống cái bộ cài đặt Microsoft Team xuống cái máy tính chúng ta và lời khuyên thì để cho chúng ta dễ quản lý dễ sử dụng thì tốt nhất chúng ta nên cài xuống cái bộ cài và chúng ta cài trực tiếp trên máy tính chúng ta thì nó sẽ chủ động trong quá trình sử dụng hơn. Và sau khi chúng ta nhấn vào đó thì lúc này ở cái khay hệ thống này bắt đầu cái bộ cài sẽ được tải về ở dưới đây. Và chúng ta đợi một lát khi nào tải xong rồi chúng ta sẽ nhấn kép vào cái biểu tượng này để chúng ta tiến hành cài đặt. Còn hai cái nút này đó là tải ứng dụng cho iPhone và cho điện thoại Android. Thì cái này chúng ta sử dụng máy tính chúng ta không cần quan tâm bởi vì lý do là nếu như chúng ta cài đặt ở trên điện thoại thì chúng ta sẽ vào cái chức năng tìm kiếm những cái ứng dụng ở trên điện thoại chúng ta cài luôn chứ chúng ta không cần phải tải ở trên máy tính rồi lại copy vào điện thoại rồi là chúng ta kết nối thì nó phức tạp hơn. Và khi chúng ta tải về thành công, chúng ta nhấn để chúng ta cài đặt. Thì chúng ta nhấn vào cái chữ run này này để bắt đầu cài đặt. Thì trong quá trình cài đặt, nếu như ở trên máy tính của thầy cô mà chưa được cài cái hệ thống NET 4.5 Thì lúc này, cái chương trình yêu cầu chúng ta phải tải về và cài đặt Rồi chúng ta mới cài đặt được cái team kia Vậy thì chúng ta cứ ấn vào cái nút này, nút bên trái này để chúng ta tiến hành tải xuống và cài đặt Nếu như ở máy tính chúng ta đã cài sẵn cái chương trình này rồi Thì cái bước này nó không hiện lên nữa và chúng ta thấy là chúng ta đợi một lúc để cho hệ thống tải về cái nét 4.5 này và cài đặt và sau khi cài đặt xong nét 4.5 thì lúc này hệ thống sẽ tự động cài đặt cái chương trình microsoft Team cho chúng ta và khi cài đặt thành công thì chương trình nó tự động khởi động và cái giao diện của nó sẽ như thế này và đến đây thì các thầy cô sẽ nhập cái địa chỉ email và cái dòng bên trên này. Chúng ta nhớ chỉ nhập vào dòng bên trên thôi, chúng ta không cần phải ấn các nút này bởi vì chúng ta có tài khoản rồi. Thì sau khi mà nhập địa chỉ email vào đây thì chúng ta nhấn vào cái nút sign in này để đăng nhập vào trong hệ thống. Lần đầu tiên hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu thì chúng ta nhập cái mật khẩu. Ở đây các thầy cô chú ý là chúng ta nhập cái mật khẩu mà sau khi chúng ta đã đổi mật khẩu Tức là mật khẩu mới chứ không phải là mật khẩu cũ Chú ý Sau đó chúng ta nhấn vào sign này để đăng nhập Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công vào trong cái phần mềm Microsoft Team Vừa ở trên ứng dụng web vừa ở trên máy tính của chúng ta Thì ở trên đây đó là một số cái hướng dẫn cơ bản để cho các thầy cô có thể đăng nhập vào xác minh tài khoản, đổi mật khẩu và tải về cài đặt cái ứng dụng Microsoft Team này. Và video lần sau thì tôi sẽ tiếp tục quay để chia sẻ cho các thầy cô cái phương pháp chúng ta thiết lập ra các cái phòng học và cái cách mà chúng ta dạy học online, quản lý lớp học như thế nào, các cái thiết lập, các cái chế độ bảo mật trong quá trình chúng ta dạy học. Và ở trong Microsoft Team này Nó có rất, rất nhiều là ứng dụng Và ở video lần sau Chúng ta sẽ cùng khám phá Tất cả những cái ứng dụng Những cái thiết lập Ở trong cái phần mềm Microsoft Team này Để vào trong quá trình chúng ta Dạy học trực tuyến Chúng ta quản lý học sinh học tập online Và khai thác rất là nhiều tính năng khác Và chúng ta cùng khám phá Rồi chúng ta so sánh Cái ưu điểm, cái nhược điểm Của cái phần mềm này với cái ứng dụng zoom mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày hẹn gặp lại các thầy cô ở trong video lần sau cảm ơn các thầy cô đã theo dõi video này